Chào mọi người, hôm nay là thời tiết khá là nóng nực nên là mình sẽ không ăn những món ăn chiên hay là những món ăn có ớt nhiều nữa mà mình sẽ chuyển qua ăn trái cây. Và ngày hôm nay trái thơm chính là sự lựa chọn của mình. Trái thơm này á thì mình ép nước uống cũng được nữa, nhưng mà mình ăn sống thì chút thấy là tốt nhất, bởi vì nó sẽ giúp cho mình có nhiều vitamin, đề kháng, tăng đề kháng và giúp cho mình là chống lão hóa da nữa. Và đặc biệt là ăn trái này nó rất là sạch răng miệng. Bởi vì nó có nhiều axit đó mọi người. Cho mọi người xem nhé. Hôm nay mình ăn trái thơm. Mình sẽ ăn cái trái này với lại muối ớt nha mọi người. Bắt đầu thôi. Trái này nấu canh chua cũng ngon đó mọi người. Mọi người hãy nhớ là ăn trái thơm này sau khi mình đã ăn một món ăn gì đó có trong bụng rồi nha. Chứ không thôi thì nó sẽ làm cho cái dạ dày của mình nó cồn cào, gọi là sốt ruột đó mọi người. Ngon lắm. Mọi người lựa thơm á, mọi người nên lựa trái thơm mà nó có màu vàng và vàng cam một xíu càng tốt. Thì như vậy là những trái đó là những trái chín và nó sẽ ngọt hơn. Trái thơm rất là đẹp, còn được mọi người sử dụng để trang trí món ăn nữa. Nãy giờ mình ăn á bằng với mình uống 2 ly nước ép rồi đó. Trúc thấy á, có nhiều người gọt cái trái thơm này rất là nhanh. Nên là hôm nào để Trúc thử thôi. Màu vàng rất đẹp mọi người. Ăn cái trái thơm này á, một lát mọi người sẽ cảm thấy rát lưỡi, nhưng mà không sao, bởi vì đó là lúc trái thơm nó đang giúp mình tẩy sạch răng miệng đó.
rồi, ngon quá. Mọi người nhìn như thế này có biết hôm nay chúng ta ăn món gì không? Chỉ còn duy nhất trái muối ớt thôi. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người vào ngày mai với một món ăn khác. Bye bye.